lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhậu tâm trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe. Hôm nay Dương Hậu có nhận có 500 ngàn của em gái của Hồng hỗ trợ cho anh Vui ở phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, thuộc hộ nghèo khó khăn. Anh đi bốc đất thuê một tuần chỉ có 1 ngàn. Hôm nay em Phượng Hồng có nhân dân thực hiện cũng dành lòng giúp cho anh 500 ngàn để anh xây sở trong cái việc gia đình, thì anh thuộc hộ nghèo khó khăn ở Ngã Bảy. Dương Hậu cũng chúc cho em Phượng Hồng luôn trẻ và đẹp mãi, ủng hộ cho từ Ngã Bảy. Dương Hậu cũng mới mở kênh YouTube Hậu Tường Thị Ngã Bảy, mong quý vị chia sẻ và like, đăng ký. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Mong quý vị hãy ủng hộ cho từ thiện cũng như ủng hộ cho Dương Hậu. Dương Hậu cũng mời quý vị qua trang YouTube Hậu Tường Thị Ngã Bảy xem hoạt động của thiện nguyện Hậu Tường Thị Ngã Bảy. Đây cũng là quỹ đồng công đức, xin mời quý vị ủng hộ kênh Dương Hậu. Ngày mới Dương Hậu chúc quý vị vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều bên người thân. Cảm ơn quý vị.